Xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với bài luyện từ và câu của ngày hôm nay. Chủ đề tuần 22, chúng ta đã được tìm hiểu về các loài chim. Hôm nay, cô sẽ cùng các em đi khám phá muôn thú qua bài luyện từ và câu, mở rộng vốn từ, từ ngữ về muôn thú, đặt và trả lời câu hỏi như thế nào. Mục tiêu của bài học hôm nay sẽ là 1. Mở rộng vốn từ về muôn thú, phân biệt được thú dữ nguy hiểm và thú không nguy hiểm. 2. Biết cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào. Bây giờ các con hãy cùng thực hiện một yêu cầu nhỏ của cô nhé. Bằng vốn hiểu biết của mình, các em hãy kể cho cô nghe tên các con thú mà các em biết nào. À, các con giỏi quá. Vậy bây giờ các con đã sẵn sàng bước vào thế giới muôn thú cùng cô chưa? À, đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài tập số 1 nhé. Bài tập 1. Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp. A. Thú dữ nguy hiểm. B. Thú không nguy hiểm. Vậy theo các em, thế nào là thú dữ nguy hiểm? À đúng rồi, thú dữ nguy hiểm là loài thú có thể gây nguy hiểm cho con người, cũng có thể tấn công hoặc làm bị thương con người. Đó là những loài thú sống nơi hoang dã, ít khi chúng ta được gặp, và thức ăn của chúng là thịt sống. Vậy còn thú không nguy hiểm thì sao? À, thú không nguy hiểm là những loài thú không tấn công và không làm hại con người. Thức ăn của chúng là thực vật. Và sau đây là tên của những con vật trong bài tập. Hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo và cuối cùng là hươu. Các em đã từng thấy và đã được đọc về các con vật này chưa? Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng xem hình ảnh và cùng sắp xếp đâu là thú dữ nguy hiểm và đâu là thú không nguy hiểm nhé. Đầu tiên, đây chính là hổ. À, các con biết đây là con gì không? À, đúng rồi, đó chính là con báo. Đây là con vật rất quen thuộc đúng không nào? Đó chính là gấu. Còn đây chính là lợn lòi. Đây là chó sói. À, chắc chắn đây là con vật mà các con đều biết. Đó chính là sư tử. Còn đây là chú thỏ, chú rất đáng yêu đúng không nào? Đây là ngựa vằn. Còn đây là bò rừng. Còn đây là chú khỉ. Còn đây là vượn. À, các con cùng cô gọi tên con vật này nhé. Tê giác. À, còn đây là một chú sóc rất là đáng yêu đúng không nè. Còn đây là bò rừng. Còn đây là cáo.
Và cuối cùng, đây chính là hươu. Vậy là vừa rồi, chúng mình vừa xem một số hình ảnh của các con vật có trong bài 1. Bây giờ, các em hãy sắp xếp các con vật ấy vào hai nhóm: thú dữ nguy hiểm và thú không nguy hiểm. Cô xin ví dụ. Ở cột thú dữ nguy hiểm, đó chính là hổ. Vì sao ta gọi hổ là thú dữ nguy hiểm? Các con hãy cùng cô xem một đoạn clip sau nhé. Qua đoạn clip, các em thấy rằng hổ là loài thú săn mồi siêu hạng. Với hàm răng và bộ móng vuốt sắc nhọn, chúng có thể tấn công con người hoặc các con vật khác với cú vồ nguy hiểm. Còn ở cột thú không nguy hiểm, đó chính là thỏ. Vì thỏ là loài ăn thực vật như là cà rốt và chúng không gây hại đến con người. Các con vật còn lại, các em hãy sắp xếp vào nhóm thích hợp nhé. Các em hãy kể thêm tên một số loài động vật thuộc thú dữ nguy hiểm và không nguy hiểm vào trong bài tập 1 nhé. À, cô thấy các con yêu rất nhiều về thú dữ nguy hiểm và không nguy hiểm. Sau đây cô xin giới thiệu thêm một số loài thú. Các con hãy quan sát và giúp cô đọc to tên những loài thú có trong nhóm thú dữ nguy hiểm và thú không nguy hiểm nhé. Trong các loài thú trên thì các con biết rằng tê giác là loài thú quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, đúng không nè? Vậy các em cần làm gì để bảo vệ các loài thú này? À đúng rồi, chúng ta hãy bảo vệ muôn thú cũng là tự bảo vệ mình và cũng bảo vệ chúng bằng cách tránh lại gần và trêu chọc chúng. Hầu hết các loài thú dữ này đều sống trong rừng và một số loài chỉ gây nguy hiểm cho con người khi chọc hoặc đe dọa đến nó. Chính con người chúng ta là một trong các lý do khiến các loài thú này gần như biến mất, sắp tuyệt chủng. Vì vậy, chúng ta phản đối việc săn bắt và làm các sản phẩm từ các loài thú hoang dã nhé. Và khi các em đến tham quan sở thú, các em không được trêu ghẹo và không cho chúng ăn thức ăn lạ nhé. Vậy là chúng ta được gặp gỡ rất nhiều loài thú, có thú không nguy hiểm và cũng có loài thú nguy hiểm. Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu thêm đặc điểm của một số loài thú qua bài tập số 2 nhé. Bài tập 2, dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau. A. Thỏ chạy như thế nào? B. Sóc truyền từ cành này sang cành khác như thế nào? C. Gấu đi như thế nào? D. Voi kéo gỗ như thế nào? Đáp án của chúng ta có thể là gì nhỉ? Để biết được điều đó, chúng ta cùng nhau xem các đoạn clip về các con vật này nhé. Để biết được thỏ chạy như thế nào, các con cùng xem đoạn clip sau nhé. Các em thấy thỏ chạy rất nhanh đúng không?
Ngoài rất nhanh ra, chúng ta còn có cụm từ nào nữa? Ngoài rất nhanh ra, ta cũng có thể sử dụng cụm từ như là nhanh như bay hoặc nhanh như tên bắn. Vậy chú sóc chuyên canh như thế nào? Chúng ta cùng xem nhé. Các con biết rằng sóc có thân hình rất là nhỏ nhắn, vì vậy khi chú truyền cành từ cành này sang cành khác rất là khéo léo, nhanh thoăn thoắt. Vậy gấu đi như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem nhé. Các chú gấu với thân hình khá nặng nề khó nhọc nên gấu đi khệ nệ và chậm hơn những chú sóc nhỏ nhắn, đúng không nào? Vậy voi kéo gỗ như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem nhé. Qua đoạn clip, các con thấy chú voi này rất là khỏe đúng không? Vì vậy, voi kéo gỗ rất khỏe hoặc là voi kéo gỗ tăng năng. Chúng ta có thể có nhiều đáp án khác để nêu đặc điểm hoạt động của các con vật. Sau đây, cô xin ví dụ ở câu A, thỏ chạy như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời bằng việc giữ nguyên cụm từ thỏ chạy. Cụm từ như thế nào sẽ được thay thế bằng những từ chỉ đặc điểm về hoạt động của con thỏ. Như vậy, rất nhanh là cụm từ chỉ đặc điểm hoạt động của chú thỏ, và cô có câu trả lời: thỏ chạy rất nhanh. Ngoài rất nhanh ra, chúng ta còn có các cụm từ khác như là thỏ chạy nhanh như bay hoặc thỏ chạy nhanh như tên bắn. Tương tự như vậy, các em sẽ trả lời cho câu hỏi B, C và D. Lưu ý, khi viết câu trả lời cho câu hỏi này, đầu câu viết hoa, kết thúc câu đặt dấu chấm. Qua bài tập số 2 này, các con cần phải biết rằng câu hỏi có cụm từ như thế nào dùng để hỏi đặc điểm về hoạt động của một sự vật nào đó. Chúng ta vừa trả lời câu hỏi có cụm từ để hỏi như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau học cách đặt câu hỏi qua bài tập số 3 nhé. Bài tập 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. A. Trâu cày rất khỏe. B. Ngựa phi nhanh như bay. C. Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói thèm rõ dãi. D. Đọc xong nội quy, khỉ nâu cười khành khạch. Để đặt được câu hỏi cho câu này, chúng ta cùng nhau nhớ lại các bước đặt câu hỏi nhé. Bước 1.
Chúng ta xác định phần in đậm trả lời cho câu hỏi gì? Bước 2. Thay từ in đậm bằng từ để hỏi tương ứng. Bước 3. Viết lại câu hỏi và thêm dấu chấm hỏi ở cuối câu. Vậy chúng ta cùng thực hành các bước để biết rõ hơn nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào câu A nhé. Trâu cày rất khỏe. Bộ phận in đậm trong câu này là gì hả các em? À đúng rồi, đó là rất khỏe. Vậy rất khỏe là loại từ gì? À đúng rồi, đây chính là cụm từ chỉ đặc điểm của con trâu khi cày. Vậy để đặt câu hỏi cho cụm từ chỉ đặc điểm, ta sử dụng cụm từ để hỏi nào? Đó chính là cụm từ chúng ta vừa được học ở bài số 2, đó là như thế nào? Vậy thì câu hỏi của chúng ta sẽ là trâu cày như thế nào? Tương tự như thế, các em thực hiện câu B, C và D nhé. Lưu ý khi đặt câu hỏi, đầu câu viết hoa, kết thúc câu đặt dấu chấm hỏi. Qua bài học này, các em hãy tìm và kể thêm tên một số loài thú nguy hiểm và thú không nguy hiểm, rèn đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào, hoàn thành phiếu luyện tập và xem trước bài luyện từ và câu cho tiết học sau. Thế là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô mến chào các em.